Xin chào toàn thể quý vị đã đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của MediaMart. Quý vị thân mến, máy siêu sinh tố là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình của chúng ta, nhất là đối với những bà nội trợ. Sản phẩm này giúp cho chúng ta có thể xay những loại sinh tố khác nhau như là hoa quả, sinh tố là các loại hạt khác nhau nữa. Và đặc biệt là máy siêu sinh tố còn mang tới cho mỗi gia đình của chúng ta những bữa ăn ngon mỗi ngày. Nhưng mà để tìm được cho mình một chiếc máy xay sinh tố vừa hiện đại, tiết kiệm điện mà giá cả phải chăng thì đó là điều không dễ dàng. Và hãy để MediaMart giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay top 3 chiếc máy xay sinh tố hot nhất và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn nhất tại MediaMart. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem những sản phẩm này là gì nhé. Và sản phẩm đầu tiên trong top 3 chiếc máy xay sinh tố hot nhất hiện nay đó là máy xay sinh tố Roller RB4108. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem sản phẩm này có những tính năng gì đặc biệt nhé. Máy xay sinh tố Roller RB4108 có thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Thân máy bằng thép không gỉ bền đẹp, các bộ phận được tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho quá trình xay hoặc vệ sinh sau khi sử dụng. Sản phẩm được trang bị cối xay với dung tích khá lớn lên tới 1,75 lít. Với cái chất liệu cối xay được làm bằng thủy tinh chịu lực cao cấp, bền bỉ, chống xước, chúng ta có thể xay nhiều loại thực phẩm khác nhau, kể cả đá, mà không lo là thủy tinh sẽ bị vỡ hay là bị xước. Và với cái chất liệu này thì cái việc vệ sinh cũng rất là dễ dàng trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Máy xay sinh tố Roller RB4108 có công suất lên tới 1000W, giúp xoay những đồ ăn, hoa quả nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và điện năng hơn. Ngoài ra, máy còn được trang bị ống tiếp nhiên liệu ngay trên nắp, do đó trong quá trình xay thực phẩm, người dùng có thể đun đồ mà không cần phải mở nắp. Máy có lưỡi dao inox răng cưa bằng titanium không gỉ. Chiếc máy xay sinh tố này được trang bị 3 chế độ. Chế độ đầu tiên đó là nhồi, thứ hai đó là xay đá và thứ ba đó là sinh tố. Đó, 3 chế độ này sẽ giúp cho chúng ta có thể cài đặt cái chế độ khác nhau. Ví dụ như là với những loại hoa quả mềm, chúng ta chọn chế độ xay với tốc độ vừa phải. Nhưng mà với những cái loại hoa quả cứng hoặc là những loại thực phẩm cứng thì chúng ta chọn chế độ xay với cái tốc độ cao cũng như là công suất cao hơn. Ngoài cối xay sinh tố ra, sản phẩm còn được trang bị thêm một cối xay khô này nữa. Chúng ta có thể xay khô nhiều loại thực phẩm khác nhau như là hạt tiêu, các loại hạt khác nhau. Đó, rất là dễ dàng trong quá trình sử dụng, tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người. Roller RB4108 có khóa an toàn và chức năng bảo vệ quá nhiệt, tự động ngắt điện khi quá tải, vừa bảo vệ độ bền của sản phẩm, vừa bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Máy chỉ vận hành khi cối xay đã được lắp đúng khớp trên thân máy. Máy xay sinh tố còn được trang bị thêm đế chân chống trượt, giúp cho máy xay hoạt động tốt ngay cả ở trên bàn mặt kính trơn. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy, nhấc lên còn khó nữa. Cho nên là gia đình của chúng ta không cần phải lo là trẻ em đụng phải hay là vô tình quẹt. Hiện sản phẩm đang được bán tại MediaMart với giá chỉ 1.690.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ được một đổi một trong vòng 6 tháng, tặng quyền mua sản phẩm giá cực sốc, áp dụng từ ngày 1/6/2021 đến ngày 30/9/2021, trả trước 0 đồng, lãi suất 0% cho đến hàng gia dụng từ 3 triệu đến 16 triệu. Sản phẩm tiếp theo mà Yến muốn mang tới cho quý vị đó chính là chiếc máy xay sinh tố CB4103 của thương hiệu Coex. Và chúng ta hãy cùng khám phá những tính năng đặc biệt của sản phẩm này nhé. Máy xay sinh tố Coex CB4103 có thiết kế hiện đại với hai màu đen trắng kết hợp, tạo nên sự hiện đại cho sản phẩm. Sản phẩm được trang bị cối thủy tinh xay sinh tố với dung tích 1,75 lít, giúp người dùng có thể thoải mái xay nhiều thực phẩm hơn, đặc biệt với chất liệu thủy tinh an toàn, không bị mài mòn hay ảnh hưởng bởi các thành phần của thực phẩm trong quá trình xay. Hơn nữa, cối thủy tinh còn giúp chịu va đập tốt khi xay đá. Như quý vị có thể thấy, sản phẩm được trang bị theo hai chế độ xay và một chế độ nhồi, tùy theo mục đích sử dụng của quý vị theo chế biến thực phẩm. Ngoài ra, sản phẩm trang bị bộ lưỡi dao 4 cánh răng cưa bằng inox 304, không gỉ sắc bén, giúp xay cực nhanh, cực nhuyễn, chất liệu inox siêu bền cứng, khó bị mài mòn, không han gỉ, an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt với công suất 550W, máy xay sinh tố này có khả năng xoay nhuyễn nhiều loại thực phẩm khác nhau, từ những loại thực phẩm mềm cho tới những loại thực phẩm cứng, tùy theo mục đích sử dụng của mọi người. Và sản phẩm này thì sử dụng rất là dễ dàng, êm ái, không bị rung lắc trong quá trình sử dụng, nói chung là rất dễ chịu. Động cơ trang bị khóa an toàn và rơ le chống quá tải nhiệt, khi máy hoạt động liên tục hoặc xay quá nhiều thực phẩm, máy sẽ tự động ngắt để bảo vệ động cơ và kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Đặc biệt, máy chỉ hoạt động khi lắp đúng khớp, đem đến sự an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm của Coex được thiết kế rất tiện lợi, chúng ta có thể tháo lắp dễ dàng, vệ sinh. Mọi người có thể nhìn thấy, và đặc biệt với chất liệu thủy tinh cao cấp, nó không gây bám dính. Mọi người có thể nhìn thấy, chúng ta có thể vệ sinh dễ dàng, và với cái chất liệu này thì nó sẽ không gây mùi cho những lần sử dụng sau. Sản
Sản phẩm đang được bán tại MediaMart với giá 790.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, khách hàng sẽ được mua đổi một trong vòng 3 tháng, tặng quyền mua sản phẩm giá cực sốc, trả trước 0 đồng, lãi suất 0% cho đơn hàng giao dịch từ 3 triệu đến 16 triệu, không áp dụng giá sản phẩm sốc, giá ngày vàng. Và cuối cùng, một chiếc máy xay đến từ thương hiệu Kangaroo là một lựa chọn lý tưởng trong top 3 chiếc máy xay tốt nhất tại MediaMart. Với sự kết hợp giữa màu vàng đồng và màu đen, máy xay sinh tố Kangaroo KG4B3 mang đến thiết kế trang nhã. Máy với công suất 380W có thể xoay nhuyễn mọi thực phẩm khác nhau từ mềm cho tới cứng, và đặc biệt sản phẩm này rất tiết kiệm điện năng. Máy xay sinh tố sử dụng lưỡi dao bằng inox chống rỉ sét, rất an toàn với sức khỏe người sử dụng và đặc biệt cực kỳ dễ vệ sinh, chui rửa sau khi xay. Toàn bộ khối xay được chế tạo bằng nhựa nguyên sinh trong suốt, cao cấp, chống nứt vỡ tối đa, an toàn cho sức khỏe. Máy xay sinh tố Kangaroo KG4B3 với hai chế độ xay nấc 1, nấc 2 và một chế độ nhồi, giúp chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Chúng ta có thể xay một cái ly sinh tố với cái tốc độ mà chúng ta mong muốn cho gia đình. Động cơ của máy xay sinh tố Kangaroo trang bị cảm biến chống quá nhiệt, giúp tăng tuổi thọ của sản phẩm. Đồng thời, mọi người có thể thấy là phần đế được trang bị đế chống trơn trượt, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng và rất là an toàn cho người dùng. Hiện sản phẩm đang được bán tại MediaMart với giá 790.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được tặng quyền mua sản phẩm giá cực sốc, áp dụng từ 11 tháng 6 năm 2021 đến 30 tháng 9 năm 2021, trả trước 0 đồng, lãi suất 0% cho đơn hàng giao dịch từ 3 triệu đến 16 triệu. Với 3 chiếc máy xay sinh tố tuyệt vời này, quý vị thích sản phẩm nào? Yến thì Yến thích cả 3 sản phẩm cơ, muốn mua hết cả về nhà. Và để sở hữu những sản phẩm này thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua website mediamart.vn hoặc thegioidienmay.com. Và để liên hệ trực tiếp thì quý vị hãy gọi cho qua số hotline 1900 6788. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo.